Đây là một trong những chương trình giải cứu rau của giáo xứ Thánh Tuân. Từ sớm là các anh chị em đã đi ra thật sớm và làm rau để kịp cho chiều nay lên xe, để đêm nay chúng ta có chuyến xe đi Bình Dương. Đây là anh chủ vườn. Anh rất là tốt, rau rất là ngon và anh đã cho giáo xứ. Mời anh. Anh đang nhổ hẹ. Cho hẹ không ai lấy cho nên hôm nay nó đã bị úa rồi. Chỉ có rau thôi, chỉ có rau thôi. Và đây là chỉ có rau thôi, rau rất là ngon, vườn rau sạch. Và đây cũng có quế nữa mà không biết là giáo xứ Thánh Tuân mới đem chữ rau và rau này. Việc gì làm hôm nay ta hay làm, ta quyết làm. Việc gì làm hôm nay đừng đến đêm ngày mai. Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại. Việc gì làm hôm nay ta đi làm cho xa. Ok.